quả bóng đá giữa Colombia với Qatar tại vòng bảng tại Copa America. Bại tướng của U23 Việt Nam khiến Colombia toát mồ hôi tại Copa America, cũng giống như trận đấu gặp Paraguay, lưới của Qatar đã rung lên khi mà khán giả còn chưa kịp ấm chỗ ngồi. Ngay phút thứ 5, Martinez đánh đầu cự ly gần làm bó tay thủ môn Ancibi, nhưng rất may cho Qatar là tiền đạo này rơi vào thế việt vị. Với rất nhiều ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu, Colombia không mấy khó khăn để kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đội bóng khách mời Qatar gần như chỉ căng mình ra để chống đỡ với một đội hình kéo xuống rất thấp. Kết thúc 45 phút đầu tiên, James và các đồng đội không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Phải đến sang hiệp 2, Qatar mới bắt đầu có những tình huống uy hiếp đáng chú ý lên khung thành của thủ môn Ospina. Afif và Ahmad Ali, hai cầu thủ trong thành phần U23 Qatar thất bại trước U23 Việt Nam tại U23 châu Á đã không ít lần làm khổ hàng thủ của Colombia. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà Qatar làm được ở trận đấu này. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Colombia cũng có được bàn thắng quyết định chỉ 4 phút trước khi trận đấu kết thúc. James Rodriguez tung ra đường kiến tạo tinh tế xé toang hàng thủ Qatar để Zapata thoát xuống đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với kết quả này, Colombia đã chính thức giành vé lọt vào tứ kết Copa America sau 2 trận toàn thắng, còn Qatar vẫn giữ nguyên với 1 điểm. Ở lượt trận cuối cùng bảng B, Colombia sẽ chạm trán Paraguay trong khi Qatar phải đối đầu với Argentina.